Lượt đấu sắp tới diễn ra tại bảng C cũng sẽ rất gay cấn. Đây là lượt đấu mà cả BKVS và DTU Titan đều cần phải cố gắng khẳng định vị trí của mình, trong khi DTU Titan thì kể cả nếu có thua thì họ cũng vẫn còn cơ hội. Bên cạnh đó, BKVS bắt buộc phải chiến thắng trong trận đấu này. Chỉ có chiến thắng thì họ mới có thể so sánh các hiệu số khác với SQHC1. Và một phút chuẩn bị dành cho hai đội đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào những phút thi đấu chính thức. Ở khu vực xuất phát màu xanh là BKVS của Đại học Bách Khoa. Ở khu vực xuất phát màu đỏ là DTU Titan của Đại học Duy Tân. 5 giây cho hai đội. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Xin nhắc lại một lần nữa là các bạn đội xanh BKVS bắt buộc phải chiến thắng. Vâng, rõ ràng với những trục trặc kỹ thuật đã xảy ra cho BKVS trong trận đấu trước thì ngay chính bây giờ gần như họ đã khắc phục được những điểm yếu đó. Tuy nhiên tốc độ thực hiện nhiệm vụ của BKVS vẫn chưa bằng so với DTU Titan trong trận đấu này. DTU Titan hiện tại đang đứng thứ 2 trong việc giành chiến thắng Glim Frenis. Họ có đến 1 phút 55 giây trong một chiến thắng knockout như vậy. Nếu như họ tiếp tục duy trì được phong độ đó thì có lẽ BKVS không có cơ hội trong trận đấu này. Hiện tại trên sân họ có được điểm thứ 50 rồi, 60 rồi. Và bây giờ sẽ là điểm thứ 70. Vâng, và robot tự động của BKVS đã bắt đầu xuất phát vào khu vực ghi điểm. Và họ đã ghi đủ điểm để có thể thực hiện nhiệm vụ lấy mầm đem về giao cho robot điều khiển bằng tay. Và bây giờ cơ hội lại đến với BKVS. Thật tiếc cho DTU Titan, mặc dù chiếm được khu vực lấy mầm cây trước, tuy nhiên robot bằng tay, robot tự động đã không thực hiện tốt trong việc đưa mầm cây về cho robot bằng tay. Họ đã nhường cơ hội lại cho BKVS. Có vẻ như cơ cấu gắp mầm của con robot tự động này có vấn đề. Lần thứ hai không thành công rồi. Vâng, dường như những chiến thuật bổ sung trong ngày hôm qua so với ngày hôm nay của các đội đến từ trường Đại học Duy Tân chưa mang lại hiệu quả cao cho họ. BKVS liệu có thành công hay không? Vâng, một chiến thắng tuyệt đối đã được dành cho BKVS. Các trọng tài đã xác định. Trọng tài đã xác định là thành viên của BKVS đã chạm vào mầm cây trước khi nó hoàn thành 3 giây. Anh Châu có thể nói rõ hơn về tình huống vừa rồi không ạ? Tôi cũng như các bạn cổ động viên rất muốn hiểu rõ hơn tình huống này. Thế thì trong tình huống vừa rồi rõ ràng chiếc mầm của ông ta đã được bắn lên mặt trăng và gốc, tức là rễ của chiếc mầm vẫn còn tiếp xúc với bề mặt của mặt trăng. Tuy nhiên một thành viên trong BKVS đã có ý định tiếp xúc với chiếc mầm đó, tuy nhiên đã được trọng tài đồng ý dành cho chiến thắng tuyệt đối dành cho các bạn. Và tôi cũng xin lưu ý các tuyển thủ rằng sau khi chiếc mầm của bạn bắn lên mặt trăng thì phải đứng im trên mặt trăng được đủ 3 giây, sau đó các bạn mới được đụng vào chiếc mầm. Nếu các bạn đụng vào chiếc mầm trước 3 giây thì chiến thắng tuyệt đối sẽ không được dành cho các bạn. Vâng, có lẽ vừa rồi rất may mắn cho một thành viên của BKVS khi họ chạm vào mầm cây sau giây thứ 3. Các bạn cần phải đặc biệt lưu ý những điểm này, nếu không công sức của cả đội sẽ trở thành công cốc. Hai đội tiếp theo vào khu vực chuẩn bị là DTU Warriors và DTU Big Bang. Sau đây là kết quả trận thi đấu. Đội DTU Titan đến từ trường Đại học Duy Tân ghi được 70 điểm. Đội BKVS đến từ trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng đã giành chiến thắng tuyệt đối sau 2 phút 22 giây. Vâng, chúc mừng BKVS một lần nữa.
Các bạn cần phải biết kiềm chế cảm xúc, nếu không chính sự vui mừng thái quá sẽ làm mất đi một chiến thắng có thể nói là vô cùng quý giá của các đội. Vâng, rõ ràng trong trường hợp vừa rồi thì các cổ động viên và các thành viên trong BKVS, các bạn phải gửi lời cảm ơn đến tổ trọng tài đã can thiệp kịp thời trước khi các bạn vi phạm luật. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt đấu thứ 16.